Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 8 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng chung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 do Đài Tiếng nói Việt Nam VOV và Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH phối hợp tổ chức, diễn ra các hoạt động nghiệp vụ, diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tôn vinh giọng nói cho những người làm phát thanh Việt Nam. Để tham dự ngày thi đầu tiên của thể loại phát thanh trực tiếp có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các sở ban ngành của thành phố. Đài Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân là đơn vị dự thi đầu tiên của hội đồng thi phát thanh trực tiếp cũng như mở đầu cho toàn liên hoan. Là đơn vị đầu tiên tham gia liên hoan phát thanh toàn quốc lần này thì chúng tôi cũng có một chút áp lực nhưng mà cũng rất là tự hào vì mình là người lính trong quân đội thì mình là người tiên phong đi đầu để mình gọi là nổ phát súng đầu tiên thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự và điều đó càng thôi thúc chúng tôi làm sao mà để hoàn thành thật tốt nhất phần thi và cũng là góp phần vào cái thành công của phát thanh trực tiếp của liên hoan lần này. Hiện có 203 tác phẩm và 34 chương trình trực tiếp được chọn vào vòng chung khảo. Trong đó có các tác phẩm dự thi chương trình trực tiếp vừa phát trực tiếp trên sóng phát thanh, đồng thời ứng dụng nền tảng kỹ thuật số, livestream trên fanpage và các nền tảng khác. Có tất cả là 6 cái sản phẩm của cái phát thanh sẽ được chấm giải và trao giải, bao gồm có thể loại phỏng vấn, thể loại phóng sự, thể loại chuyên đề, thể loại câu chuyện truyền thanh và thể loại kịch truyền thanh. Đặc biệt, các thí sinh và các đài phát thanh truyền hình rất quan tâm, tập trung và chăm chút đầu tư. Đó là cái chương trình phát thanh trực tiếp. Vòng chung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 được tổ chức từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022. Lễ khai mạc được tổ chức từ 20 giờ ngày 4 tháng 8 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, 1 tháng 8 năm 1930, 1 tháng 8 năm 2022, các thế hệ cán bộ tuyên giáo của Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi họp mặt ôn lại truyền thống quý báu vẻ vang của ngành. Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành tuyên giáo, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trải qua các thời kỳ cách mạng đã có những đóng góp quan trọng, luôn xứng đáng là lực lượng xung kích trên trận địa tư tưởng văn hóa của Đảng ta. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo được đào tạo có hệ thống và trưởng thành trong thực tiễn, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Buổi họp mặt cũng nhằm khẳng định và phát huy truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, truyền thống và danh hiệu anh hùng của ngành tuyên giáo Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, tôn vinh những đóng góp to lớn của ngành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, của các thế hệ cán bộ chiến sĩ ngành tuyên giáo thành phố đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đồng thời, đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố có dịp ôn lại, phát huy truyền thống, phấn đấu thi đua nâng cao chất lượng hoạt động chung của ngành, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng văn hóa trong tình hình mới, góp phần bồi đắp truyền thống của ngành. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng cho 78 đồng chí cán bộ tuyên giáo thành phố. Thưa quý vị, trước diễn biến COVID-19 đang gia tăng do các biến thể mới, Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chọn tháng 8 là tháng cao điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trẻ đến trường nhập học. Ghi nhận của phóng viên HTV. Thưa quý vị, hưởng ứng tháng cao điểm tiêm vaccine cho trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong sáng ngày đầu tiên của tháng 8 thì có hơn 400 em học sinh đã được phụ huynh đưa tới một điểm tiêm tại quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì phụ huynh đã nhận được vận động của nhà trường cũng như là nhận được tin nhắn để có thể đưa các em đến đây tiêm vaccine một cách sớm nhất. Trường học báo điện thoại nhắn phụ huynh dắt con tới trường này để tiêm, bé nó tiêm mũi 3 rồi, tiêm nó tốt thôi. Chứ sợ nó lây lan nhiều quá. Cái thuốc chích này á đã được chích cũng một cái thời gian khá dài từ người lớn cho đến trẻ em. Thành ra vấn đề tiêm cho cháu mũi 2, mũi 3 thì không có gì phải băn khoăn hết.
Ngành y tế cho biết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tiêm vaccine cho tất cả trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi và mở rộng các điểm tiêm từ đây đến hết tháng 8 năm 2022. Các hồ sơ giấy tờ thì là các trường đã chuẩn bị rất đầy đủ. Phòng giáo dục đã phối hợp rất tốt để cho các cô giáo chủ nhiệm chuẩn bị cho các con. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt cho một điểm tiêm thì phụ huynh cũng lưu ý là buổi tối cho các con ngủ sớm một chút, sáng sớm nên ăn uống chứ không nên nhịn đói. Các điểm tiêm sẽ được tổ chức tại các trường học đối với trẻ đi học và điểm tiêm cộng đồng đối với những trẻ không đi học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các quận huyện thành phố Thủ Đức sẽ thông báo rộng rãi các điểm này để phụ huynh đưa con em đến tiêm. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức lễ tốt nghiệp sau đại học cho 847 học viên. Tính đến nay, nhà trường đã mở được 20 mã ngành chuyên khoa 1, 16 mã ngành chuyên khoa 2, 10 mã ngành bác sĩ nội trú, 11 mã ngành thạc sĩ và 4 mã ngành tiến sĩ. Trong giai đoạn đại dịch, các học viên này đã tích cực vừa học vừa làm nhân viên y tế, chiến sĩ áo trắng tuyến đầu tham gia cùng cả nước chống dịch. Dù tinh thần, sức khỏe bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng các học viên đã vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ học tập cũng như sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Đây là điều vô cùng ý nghĩa đối với người thầy thuốc nhân dân. Lãnh đạo nhà trường khẳng định, con đường y nghiệp là một con đường dài, đòi hỏi tìm tòi, cập nhật kiến thức liên tục và đã được nhà nước luật hóa. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo liên tục, đặc biệt là các lớp đào tạo online để cập nhật, nâng cao kiến thức thực hành lâm sàng cho học viên. Từ năm 2009 đến năm 2011, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được Bộ Y tế thẩm định cho phép nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa cấp 1, cấp 2, nội trú bệnh viện và đào tạo trình độ thạc sĩ. Kể từ tháng 5 năm 2017, nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, tai mũi họng, chỉnh hình, ngoại trú và nội khoa. Họa sĩ Nguyễn Dương đã có triển lãm cá nhân tại Hokkaido Let's Art, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Khúc ca thiên nhiên gây ấn tượng cho công chúng. Gần 40 tác phẩm trưng bày lần này là thành quả của một quá trình dài sáng tác nghệ thuật đầy nỗ lực. Mọi thứ được sắp đặt rất tự nhiên và chứa đựng nhiều câu chuyện xung quanh cuộc sống. Họa sĩ Nguyễn Dương gắn bó thân thiết với hình ảnh cửa biển nơi quê nhà, nên anh đã chọn ngôn ngữ trừu tượng để vẽ. Tác phẩm của anh có được chiều sâu của không gian, rõ nét về nhịp điệu và cấu trúc, phản ánh được những va đập của màu sắc hoặc vật chất. Nguyễn Dương cho rằng, với tranh trừu tượng, có lẽ họa sĩ được tự do nhiều hơn trong diễn đạt, trong việc ghép nối các không gian và cấu trúc khác nhau để tạo ra một hiệu ứng thị giác mạnh, khác lạ. Chúng khơi gợi, ám ảnh mà không cần đến sự xuất hiện rõ ràng của hình thể, của ý tưởng hoặc câu chuyện, nhưng vẫn truyền tải được ý nghĩa thông điệp đến người xem. Lựa chọn cái ngôn ngữ nghệ thuật thì tôi đang làm là nó là cái nhu cầu, nó là cái sự tự do trong tư tưởng, còn nó có vô vàn những cái thứ khó khăn, ngay cả đến công chúng người ta cũng rất khó để tiếp cận gần với một cái tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu hiện trừu tượng. Nhưng mà những cái đấy thì nó chỉ là cái tác động bên ngoài thôi, còn nhu cầu của tôi là tôi làm việc, tôi làm cái con đường của tôi và tôi chấp nhận những cái rủi ro đấy. Tranh của Nguyễn Dương thì nó có đầy cái nội lực và cái sự toát lên cái niềm yêu thích sáng tạo của anh, cái kỳ vọng của tôi là mong muốn là thúc đẩy và giới thiệu các họa sĩ trẻ tiềm năng và để cho họ có cơ hội phát triển và được đến gần với công chúng. Họa sĩ Nguyễn Dương có gần 20 năm theo đuổi kết hợp giữa biểu hiện và trừu tượng. Gần đây, chất trừu tượng trữ tình được anh khai thác nhiều hơn. Chính chất trữ tình đã giúp kết nối được các hoài niệm về quê nhà, thi vị hóa thiên nhiên, đồng thời giúp người tự do nắm bắt được tinh thần của sự vật, hiện tượng trong cuộc sống muôn màu. Tiếp theo là phần điểm báo. Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra sáng nay đăng tin, ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ tới các điểm cầu Ủy ban Nhân dân một số tỉnh thành. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng chủ trì hội nghị. Thời gian qua, chúng ta đã hoàn thành gần 7,8 triệu mét vuông nhà ở xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trong giai đoạn từ nay tới năm 2030, hoàn thành ngay trong tháng 8 năm 2022. Cần nói đi đôi với làm, không để người dân mất niềm tin.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, vướng nhất hiện nay của nhà ở xã hội là vấn đề quy hoạch, làm sao có điều chỉnh phù hợp với quy hoạch. Thứ hai là vấn đề thủ tục. Thành phố đề nghị tổ công tác thường trực chính phủ chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực này, như vậy mới tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương tổng kết nghị quyết 54 sau 5 năm thực hiện. Liên quan đến vấn đề này, một số nhà khoa học, chuyên gia, hiệp hội nghề nghiệp đã có những chia sẻ trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo chuyên gia kinh tế Huỳnh Thế Du, để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cần thu hút và giữ chân các doanh nghiệp, người tài và những hộ gia đình khả giả. Điều cần làm và thu hút được các doanh nghiệp và đầu tư, thu hút được lực lượng lao động có kỹ năng, trong đó phải có một số lượng đáng kể, những người giỏi và rất giỏi. Năng lực cạnh tranh và môi trường sống của thành phố đã không có sự cải thiện so với các đối thủ cạnh tranh khác trong 5 năm qua, tức suốt thời gian thực hiện nghị quyết 54. Còn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Cành, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần có cơ chế để thành phố kêu gọi nguồn lực xã hội hóa và các nguồn khác nhau để đầu tư phát triển. Ngoài ra, thành phố phải tạo môi trường cho nhà đầu tư đến, thu hút đầu tư tư nhân và quốc tế. Bên cạnh đó, nghị quyết thay thế nghị quyết 54 cần có cơ chế hỗ trợ thành phố về vấn đề mở rộng dư nợ cho vay để có nguồn lực đầu tư. Muốn giải quyết các vướng mắc nói trên, thành phố cần sự đồng tình từ Quốc hội và Chính phủ. Từ 15 giờ ngày 1 tháng 8, giá xăng đã giảm lần thứ tư liên tiếp. Theo phản ánh của báo Tuổi Trẻ, hàng loạt cây xăng tại Đồng Tháp tái diễn nạn hết xăng trước giờ giảm giá, đổ lỗi qua lại. Doanh nghiệp đầu mối cho rằng các đại lý lấy xăng nhỏ giọt vì sợ lỗ. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp DFC, có văn bản gửi Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Tháp về việc xăng RON 95 bị thiếu cục bộ. DFC chỉ mua hàng từ đầu mối duy nhất là Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp Betimex. Nói về việc này, ông Lê Thanh Mân, Tổng Giám đốc Betimex khẳng định Betimex đủ nguồn hàng, vẫn đảm bảo, vẫn cung cấp hàng bình thường. Các đại lý cho biết chiều 1 tháng 8 sẽ giảm giá xăng dầu nên họ chần chừ không lấy hàng vì lý càng nhiều sẽ càng lỗ. Ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khẳng định đã chỉ đạo Sở Công Thương Đồng Tháp phối hợp các địa phương kiểm tra xử lý, các cây xăng tự ý đóng cửa không bán lẻ sẽ bị xử lý nghiêm, còn các doanh nghiệp đầu mối thì địa phương sẽ họp bàn để xử lý. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết Liên minh châu Âu đã bắt đầu một chuyển 1 tỷ euro để hỗ trợ ngân sách và giúp nước này giải quyết các khó khăn về tài chính do chiến dịch quân sự của Nga. Trên trang cá nhân, ông Shmyhal thông báo 500 triệu euro trong đợt đầu tiên đã đến Ngân hàng Trung ương Ukraine và số tiền còn lại dự kiến sẽ có trong ngày 2 tháng 8. Số tiền 1 tỷ euro nói trên là một phần trong gói hỗ trợ 9 tỷ euro dành cho Ukraine và sẽ được dành cho các hạng mục cần được ưu tiên về ngân sách. Do ảnh hưởng của cuộc xung đột hiện nay, Ukraine cho biết ngân sách nước này thiếu hụt khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng và việc vận hành các dịch vụ công đều dựa vào nguồn cứu trợ khẩn cấp của nước ngoài. Theo Bộ Tài chính Ukraine, nước này đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 sẽ huy động được khoản viện trợ 20 tỷ đô la Mỹ từ các đối tác phương Tây. Ngày 1 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy hai hệ thống pháo HIMARS tại vùng Kharkov cùng một hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon tại vùng Odessa. Hiện phía Ukraine chưa bình luận gì về thông tin này. Cũng trong ngày 1 tháng 8 trên trang cá nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov xác nhận nước này đã nhận được thêm 4 hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp. Liên quan đến căng thẳng giữa Kosovo và Serbia, ngày 1 tháng 8, Liên minh châu Âu-EU kêu gọi các bên kiềm chế và tham gia đối thoại. Trước đó một ngày, cảnh sát Kosovo đóng cửa hai cửa khẩu biên giới ở phía Bắc với Serbia. Mâu thuẫn giữa hai bên đang ở mức cao nhất trong vài năm trở lại đây. Người phát ngôn EU ông Peter Stano nói rằng mâu thuẫn giữa Serbia và Kosovo nên được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán do EU làm trung gian. EU và các quốc gia thành viên đang theo dõi sát sao các sự kiện và diễn biến, đặc biệt là ở phía bắc Kosovo. Điều quan trọng là các bên cần phải giữ bình tĩnh. Bất kỳ hành động nào gây rủi ro an ninh và gây mất ổn định, cản trở quyền tự do đi lại của công dân hai nước cần phải dừng ngay lập tức. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết ông muốn các bên cố gắng gìn giữ hòa bình bằng mọi giá. Trước đó, ngày 31 tháng 7, Kosovo bắt đầu tiến hành việc chuyển đổi biển số xe Serbia sang biển Kosovo kéo dài 2 tháng. Nhiều người thuộc cộng đồng người Serb đã tổ chức tuần hành và nổ súng vào cảnh sát Kosovo. Ngay sau đó, Kosovo đã đóng cửa khẩu biên giới với Serbia. 14 năm sau khi Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia, cộng đồng khoảng 50.000 người Serbia không công nhận chính quyền Kosovo.
Hồi năm 2013, Kosovo và Serbia cam kết tham gia một cuộc đối thoại do Liên minh châu Âu bảo trợ để giải quyết các vấn đề còn tồn động, nhưng đạt được rất ít tiến triển. Hãng tin CNN trích lời một quan chức cấp cao đảo Đài Loan, Trung Quốc và một quan chức Mỹ nói rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có khả năng sẽ đến thăm Đài Loan trong chuyến công du châu Á lần này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ không để yên nếu bà Pelosi đến đảo Đài Loan. Hiện tại, lộ trình chính thức của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chỉ đến thăm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo quan chức đảo Đài Loan, bà Pelosi có thể sẽ đến và ở lại đảo này qua đêm. Tuy nhiên, chưa có nguồn tin độc lập nào khẳng định điều này. Trong ngày 1 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu bà Pelosi đến đảo Đài Loan. Tôi muốn nói với Mỹ một lần nữa rằng, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ không ngồi yên. Bắc Kinh sẽ có những phản ứng kiên quyết và các biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ông Triệu Lập Kiên nói thêm rằng, nếu xảy ra, việc bà Pelosi tới Đài Loan sẽ là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Ngày 1 tháng 8, Bộ Ngoại giao Iran nhận định lạc quan về khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sau đề xuất của Liên minh châu Âu nối lại các cuộc đàm phán vốn bị đình trệ từ tháng 3 năm nay. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani thông báo đã trao đổi với EU và sắp nhất trí về thời điểm tổ chức dòng đàm phán mới, nhưng cũng cảnh báo về việc lợi ích của nước này phải được đảm bảo. Iran đã hành động có trách nhiệm và tuân thủ khuôn khổ của thỏa thuận. Do đó, chúng tôi kỳ vọng chính phủ Mỹ cũng sẽ hành động có trách nhiệm trong vấn đề này. Tuần trước, EU đã đề xuất một dự thảo mới và kêu gọi các bên chấp nhận để tránh một cuộc khủng hoảng hạt nhân nguy hiểm. Các cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 bắt đầu từ tháng 4 năm 2021 tại Viên theo hình thức gián tiếp. Đến tháng 3 năm nay, các bên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã đổ vỡ vì một số trở ngại, trong đó có yêu cầu của Iran rằng Mỹ phải đảm bảo không rút khỏi thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ không thể cam kết điều này vì thỏa thuận hạt nhân là sự thỏa hiệp về chính trị, chứ không phải là một hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý. Sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Kính thưa quý vị, Vương quốc Anh đang bước vào giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử lãnh đạo đảng bảo thủ và thủ tướng. Từ là đồng nghiệp trong nội các của ông Boris Johnson, thế nhưng giờ đây, cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak và ngoại trưởng Liz Truss đã trở thành đối thủ trong cuộc chạy đua trở thành nhà lãnh đạo mới của nước Anh. Theo một khảo sát của trang YouGov, kinh tế là vấn đề được cử tri Anh quan tâm nhất hiện nay với tỷ lệ 66%. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi chính sách kinh tế trở thành chủ đề tranh luận căng thẳng nhất giữa hai ứng cử viên. Thưa quý vị, lạm phát tại Anh đã đạt mức cao nhất trong 40 năm qua, đẩy nhiều gia đình vào tình thế khó khăn trong việc cân đối chi tiêu và sinh hoạt. Một số người thậm chí còn phải chạy ăn từng bữa. Thông qua cuộc bầu cử lãnh đạo đảng bảo thủ lần này, nhiều cử tri xứ sở sương mù hy vọng rằng Thủ tướng Anh mới sẽ có thể giúp họ giải tỏa áp lực trong cuộc sống với đủ thứ lo lắng như hiện nay. Tại xứ Wales, một đường dây nóng hỗ trợ những người khó khăn có tên là Turn to Us đã nhận được nhiều cuộc gọi hơn bao giờ hết trong bối cảnh hiện nay. Trung bình mỗi tuần, dịch vụ này nhận được khoảng 2.800 cuộc liên lạc. Theo một khảo sát của Turn to Us, gần một nửa những người gọi đến nói rằng họ chẳng còn gì trong tài khoản ngân hàng sau khi thanh toán các loại chi phí sinh hoạt. Có một trường hợp kể với chúng tôi rằng cô ấy không còn tiền để thuê nhà. Giới chức địa phương đã tìm được một chỗ ở tạm thời, nhưng cô ấy không có tiền để mua thực phẩm. Cho dù có sự hỗ trợ từ ngân hàng thực phẩm, nhưng cô ấy lại không có dụng cụ để chế biến. Sau khi tiếp nhận cuộc gọi, các tư vấn viên sẽ kết nối những người gặp khó khăn với các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của họ. Một trong số đó là Matthew Greenwood, giáo viên 33 tuổi. Vợ của anh đang theo học ngành điều dưỡng. Gia đình của anh có hai người con. Hai vợ chồng làm việc rất chăm chỉ, nhưng vẫn không thể bắt kịp được cơn bão giá hiện nay. Liệu đến cuối tháng, chúng tôi có còn đủ đồ ăn không? Còn tiền để thanh toán chi phí không? Còn đủ xăng để đi lại không? Tất cả những thứ này đang khiến chúng tôi cảm thấy bất an và lo lắng. Thông qua dịch vụ Turn to Us, gia đình của Greenwood đã nhận được khoản hỗ trợ một lần duy nhất trị giá 650 bảng Anh, tương đương 775 đô la Mỹ để trang trải chi phí sinh hoạt. Thế nhưng, tương tự hầu hết những người khác,
sự hỗ trợ từ Turn to Us không đủ về lâu dài. Greenwood đã không còn khả năng thuê nhà, vì thế cả gia đình anh đã chuyển về sống cùng với bố mẹ. Quản lý của Turn to Us, Rachel Burdos, cho biết, ngay đến cả những người có công việc toàn thời gian cũng liên hệ đường dây nóng ngày càng nhiều để xin được hỗ trợ. Một số giáo viên phải làm thêm công việc giao hàng vì họ không thể sống dựa vào đồng lương chính. Còn điều dưỡng làm ca 12 tiếng cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của ngân hàng thực phẩm. Tôi cảm thấy mọi người đang nỗ lực hết sức, nhưng mọi thứ dường như vẫn không đủ. Cuộc đối đầu giữa ông Rishi Sunak và bà Liz Truss đã trở nên căng thẳng không lâu sau khi Ủy ban bầu cử của đảng Bảo thủ công bố hai ứng cử viên chính thức chạy đua cho vị trí Thủ tướng Anh. Giới quan sát chính trị nhận định, hai ứng cử viên này đang cố gắng áp dụng phong cách và theo đuổi hình tượng của bà đầm thép Margaret Thatcher, nhân vật dẫn được các cử tri đảng Bảo thủ ưa thích. Mỗi người đều tự nhận mình là người thừa kế thực sự của chính sách thị trường tự do và mức thuế thấp, cũng như sự bảo vệ vững chắc đối với nền dân chủ của phương Tây. Ứng cử viên Thủ tướng Anh Liz Truss cho rằng chính sách kinh tế của các chính phủ bảo thủ và công đảng tiền nhiệm trong hơn 20 năm qua đã không mang lại sự tăng trưởng thật sự. Bà Truss đã chỉ trích việc tăng thuế của cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trong thời gian qua, cho rằng nó bóp nghẽn sự tăng trưởng và có thể đẩy đất nước vào suy thoái. Chúng ta cần phải cứng rắn và hành động khác biệt. Khi trở thành thủ tướng, tôi sẽ công bố một kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tôi sẽ giữ thuế doanh nghiệp ở mức thấp nhằm thu hút đầu tư vào các thị trấn và thành phố trên khắp nước Anh. Tuy nhiên, ông Sunak cho rằng gánh nặng thuế vốn đang ở mức cao nhất trong 70 năm qua là kết quả của đại dịch COVID-19 và sự can thiệp chưa từng có tiền lệ của chính phủ nhằm chèo lái nước Anh vượt qua cuộc khủng hoảng y tế. Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh cam kết sẽ cắt giảm thuế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau khi vấn đề lạm phát được kiểm soát. Theo ông, thuế cần phải được giảm bớt, nhưng không phải thực hiện ngay lúc này. Ông Sunak cũng cam kết sẽ thực hiện một loạt cải cách triệt để, tương tự những gì mà cố Thủ tướng Margaret Thatcher đã thực hiện vào những năm 1980. Ông tuyên bố, cách tốt nhất để đạt được sự tăng trưởng kinh tế là tăng cường đầu tư và cải tiến lĩnh vực tư nhân. Tôi có thể lựa chọn những con đường dễ dàng, nhưng tôi muốn thành thực về những thách thức mà nước Anh đang phải đối mặt, cùng với đó là những giải pháp. Việc lựa chọn con đường này sẽ không khiến cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng, nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi nó. Trong một cuộc tranh luận của kênh truyền hình BBC, ông Sunak đã được yêu cầu bình luận về việc nhiều người cho rằng chính ông đã khiến cho Thủ tướng Boris Johnson phải từ chức. Đó không phải là một điều dễ dàng. Tôi đã đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc của chính mình. Tôi luôn hành động dựa trên các nguyên tắc. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh lại không muốn ông Johnson ra đi, nhưng bà nói rằng điều gì xảy ra thì đã xảy ra rồi vì đảng Bảo thủ đã nhất trí về điều này. Tuy khác biệt về nhiều vấn đề, nhưng hai ứng cử viên này lại có chung quan điểm về vấn đề di cư. Cả hai đều cam kết sẽ tăng cường việc kiểm soát người di cư vào nước Anh. Ông Sunak cho biết sẽ siết chặt lại định nghĩa những người đủ điều kiện xin tị nạn tại Vương quốc Anh với hạn tiếp nhận người di cư. Trong khi đó, bà Truss cho biết sẽ kéo dài chính sách di cư Rwanda gây tranh cãi. Theo đó, chính phủ Anh sẽ chuyển những người di cư bất hợp pháp đến Rwanda, một quốc gia ở Trung Phi. Ngoài ra, bà cũng muốn tăng cường lực lượng tuần tra biên giới. Theo một báo cáo, trong năm nay, hơn 14.000 người di cư đã băng qua eo biển Manche để đến nước Anh trên những chiếc thuyền nhỏ. Hai ứng cử viên hiện đang tham gia các cuộc vận động tranh cử trên khắp Vương quốc Anh. Cuộc vận động cuối cùng dự kiến sẽ khép lại vào ngày 31 tháng 8 ở thủ đô London. Các thành viên của đảng Bảo thủ sẽ bỏ phiếu trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Theo kế hoạch, số phiếu sẽ được tổng kết trước ngày 2 tháng 9 và kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9. Đây cũng là thời điểm Thủ tướng Boris Johnson chính thức rời nhiệm sở và nước Anh sẽ chào đón một nhà lãnh đạo mới. Chuyên mục Nhìn ra thế giới xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại lần sau. Xin trở lại phần tin trong nước. Thưa quý vị, một chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 được người dân quan tâm, đó là người dân có thể rút tiền tiết kiệm trước hạn theo thông tư 4 của Ngân hàng Nhà nước. Ngay khi chính thức ra mắt tính năng rút vốn một phần trước hạn, Ngân hàng Sài Gòn SCB đã dành nhiều thời gian tư vấn cho khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm. Theo đó, người dân gửi tiền vào ngân hàng, nếu rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn, thì chỉ phần rút trước hạn này chịu lãi suất không kỳ hạn, còn phần tiền gửi còn lại vẫn được ngân hàng giữ nguyên mức.
Đây là một cái điều chỉnh rất tích cực, nó linh hoạt hóa cũng như là mang lại cái lợi ích cho người gửi tiền. Đấy, người gửi tiền thì có thể rút trước hạn một phần cái tiền gửi nhưng vẫn được bảo toàn cái phần lãi suất của phần tiền gửi còn lại. Đấy là điểm mới nhất so với thông tư trước đây. Với quy định mới này của Ngân hàng Nhà nước được rất nhiều người ủng hộ vì không chỉ đem lại quyền lợi tốt hơn cho người gửi tiền mà cũng giúp các ngân hàng thu hút được nguồn tiền gửi trung dài hạn và đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi. Trong thời gian đầu thi mô phỏng lái xe ô tô tại Thành phố Hồ Chí Minh, lượng thí sinh thi đậu chỉ khoảng 70%. Nguyên nhân cho phần thi mô phỏng vừa mới triển khai như lỗi học viên chưa nắm bắt kỹ, phần mềm thi thường phát sinh lỗi hệ thống. Ngành giao thông và các cơ sở đào tạo lái xe đã và đang khắc phục các bất cập hạn chế để hoàn thiện, nâng cao chất lượng dạy và học để đảm bảo hiệu quả sát hạch lái xe qua mô phỏng. Hiện nay, đã có 11 trung tâm sát hạch ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật phần mềm và bố trí đầy đủ trang thiết bị cần thiết để triển khai phần thi mô phỏng. Ở phần thi này, sẽ có tổng cộng 120 tình huống mô phỏng, chia làm 12 đề, mỗi thí sinh sẽ thi một đề ngẫu nhiên với 10 tình huống. Tuy nhiên, thời gian đầu mới áp dụng thi mô phỏng còn phát sinh các lỗi bất cập như máy chấm điểm sai, đường truyền Internet không ổn định. Nghĩ là do phần mềm ạ. Nhiều khi mình ra ngoài thực tế mình xử lý thì nó sẽ sớm hơn, sẽ tốt hơn cho mình. Còn đôi khi trong phần mềm thì mình nhấn vào đó, nó lại sớm nó lại không có được điểm. Theo quy định, trong quá trình học, mỗi học viên sẽ được dạy 3 tiết, sau đó ôn tập. Tuy nhiên, do phần thi mô phỏng đưa ra các tình huống xử lý nhanh khiến học viên bị giới hạn về thời gian, nếu xử lý chậm 1 giây cũng sẽ bị trừ điểm. Hiện nay, các cơ sở đào tạo đang tăng cường việc giảng dạy phần thi lý thuyết, trong đó chú trọng phần thi mô phỏng các tình huống giao thông. Nhiều cơ sở cũng đã chủ động đầu tư máy móc, trang thiết bị, nâng cao chất lượng ôn tập để thí sinh nắm vững kiến thức trước khi thi. Đây là một cái phần thi mới cho nên là học viên sẽ có những cái bỡ ngỡ. Đối với cơ sở đào tạo thì đây là cái phần mềm mô phỏng thì đòi hỏi phải nâng cấp máy và phải đầu tư thêm máy để cho học viên mình có thể làm bài và ôn tập thêm thì để cho họ thi những đạt kết quả tốt nhất. Ngoài một số bất cập là lỗi kỹ thuật đang được khắc phục, việc học phí bằng lái ô tô ở một số nơi tăng cao do nhiều cơ sở lấy lý do phát sinh chi phí phần mềm mô phỏng cũng như phục vụ tập huấn nghiệp vụ mới cho giảng viên cũng là điều khiến nhiều người dân chưa hài lòng khi thi sát hạch lái xe. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường giám sát để đảm bảo mức học phí phù hợp, công khai, minh bạch. Sở cũng đã có văn bản đề nghị các trung tâm đào tạo lái xe báo cáo. Tuy nhiên là qua báo cáo của các cái cơ sở đào tạo lái xe thì hiện nay thì sở thì ghi nhận có một số cơ sở đào tạo lái xe có tăng học phí nhưng mà mức tăng là rất là thấp. Là không quá là 10% so với là cái mức học phí trước đây. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tỷ lệ học viên thi đậu phần thi mô phỏng đang ngày càng tăng cao, nhiều cơ sở đạt hơn 95%. Việc bổ sung bắt buộc việc học và thi qua phần mềm mô phỏng sẽ làm tăng thêm độ khó trong các kỳ thi sát hạch, nhưng sẽ giúp chất lượng lái xe sau đào tạo của các học viên tốt hơn. Sau một ngày vận hành toàn bộ việc thu phí không dừng ETC tại các tuyến đường cao tốc quốc lộ trên cả nước, dù đôi lúc vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ, nhưng việc thu phí không dừng ở các trạm thu phí tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương nhìn chung ổn định. Cũng liên quan đến thu phí không dừng, từ 0 giờ ngày 6 tháng 8, người sử dụng ô tô muốn dán thẻ ETC sẽ phải trả mức phí là 120.000 đồng mỗi thẻ. Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC thông báo sẽ gia hạn chương trình miễn phí dán thẻ ETC đến ngày 5 tháng 8 nhằm hưởng ứng chương trình mục tiêu của chính phủ 90% phương tiện được dán thẻ thu phí không dừng trong năm 2022 và triển khai thu phí tự động hoàn toàn từ ngày 1 tháng 8 trên tất cả các cao tốc. Sau đó, từ thời điểm 0 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2022, VETC sẽ bắt đầu thu phí 120.000 đồng mỗi lượt dán thẻ lên mỗi phương tiện ô tô. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau, cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Kính chào tạm biệt.